số phận tiền gửi tại Silicon Valley Bank sẽ thế nào? Nếu chính phủ không vào cuộc, giới khởi nghiệp có thể bị tê liệt vì khoản tiền gửi lên tới hàng chục triệu USD tại Silicon Valley Bank bốc hơi. Trước đó, công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC ngày 10 tháng 3 cho biết chưa xác định được số tiền gửi không được bảo hiểm tại Silicon Valley Bank, SVB. Tuy nhiên, báo cáo mà SVB gửi tới FDIC vào cuối năm 2022 cho thấy 98% trên tổng số tiền gửi 175 tỷ USD nằm ngoài hạn mức bảo hiểm. FDIC chỉ bảo hiểm tối đa 250.000 USD cho mỗi khoản tiền gửi. Khi SBB sụp đổ, những người gửi tiền, đặc biệt là giới khởi nghiệp, đang bất an với khoản tiền gửi lên tới hàng chục triệu USD tại nhà băng này, Bởi thành lập năm 1983. Khách hàng của FVB chủ yếu là các startup. SCB cung cấp dịch vụ cho một nửa số công ty khởi nghiệp công nghệ của Mỹ, theo tạp chí NBA. Giới khởi nghiệp ở khu vực Vịnh San Francisco, bang California của Mỹ hoảng loạn vì không thể rút tiền trả lương nhân viên. Nỗi sợ này lan rộng sang Canada, Ấn Độ và Trung Quốc. Tại Anh, đơn vị của FVB được tuyên bố là mất khả năng thanh toán, đã ngừng giao dịch và không còn nhận khách hàng mới. Vào ngày 11 tháng 3, lãnh đạo của 180 công ty công nghệ đã gửi thư kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt can thiệp những khoản tiền gửi bị mất có thể khiến ngành công nghiệp bị tê liệt và có bước lùi hai thập kỷ. Nhiều doanh nghiệp sẽ buộc phải thanh lý chỉ sau một đêm. Đây là một phần trong lá thư họ gửi tới Bộ trưởng Tài chính hơn. Điều này chỉ là khởi đầu. SVB cũng có chi nhánh ở Trung Quốc, Đan Mạch, Đức, Ấn Độ, Israel và Thụy Điển. Nhiều nhà sáng lập cảnh báo sự sụp đổ của ngân hàng có thể quét sạch giới khởi nghiệp toàn cầu nếu không có sự can thiệp của chính phủ. Cuộc khủng hoảng này sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 13 tháng 3, vì vậy chúng tôi kêu gọi ngài hành động sớm. Các nhà sáng lập và giám đốc điều hành công ty khởi nghiệp ở Anh viết trong bức thư. Một số doanh nghiệp nằm trong danh sách gửi thư gồm Unscap, Avian, Foskit và Pivotal Ors. Ông Hunt đã nói chuyện với thống đốc ngân hàng Anh sáng thứ Bảy ngày 11 tháng 3. Bộ Tài chính cũng đã tổ chức một cuộc họp bàn tròn với các công ty bị ảnh hưởng vào cuối ngày. Tương tự ở Mỹ, một số khoản tiền gửi tại SVB ở Anh được bảo hiểm nhưng không rõ khi nào những khoản tiền đó khả dụng. Charles Omira, nhà sáng lập startup về bộ gen Octavio ở London, Anh, đã dành cả cuối tuần để cố gắng chuyển tiền gửi ra khỏi FTP nhưng không thành công. Nếu không có sự can thiệp, điều này có thể xóa sổ một thế hệ doanh nghiệp, ông nói. Các nhà phân tích tại China International Capital cũng cho biết, không nên đánh giá thấp tác động của sự cố FTP đối với ngành công nghệ. Bữa tiền gửi rất quan trọng đối với startup công nghệ vì họ cần nhiều tiền mặt để chi trả chi phí nghiên cứu, phát triển cũng như lương thưởng nhân viên. Nhóm phân tích đánh giá, nhiều doanh nghiệp có thể căng thẳng dòng tiền nếu khoản gửi bị hao hụt trong quá trình ngân hàng phá sản hoặc tái cơ cấu. Không nên loại trừ rủi ro phá sản, nhóm phân tích đánh giá. Quay trở lại thung lũng Silicon, nghệ sĩ Rokhanna đã tổ chức một cuộc họp tại tòa thị chính vào cuối thứ Sáu với sự tham gia của hơn 600 người, gồm những người sáng lập công ty khởi nghiệp lãnh đạo công nghệ và nhân viên FVB. Cuộc họp diễn ra 2,5 giờ xoay quanh trọng tâm là các doanh nghiệp nhỏ phải trả lương cho người lao động vào sáng thứ hai, ngày 13 tháng 3. Khách hàng của FVB ở California, nhiều người trong số họ là những người sáng lập công ty khởi nghiệp, đã đứng bên ngoài chi nhánh của ngân hàng trong cái lạnh và mưa vào thứ sáu, cố gắng liên hệ để được FDIC trả lời. Một số nhà sáng lập và nhà đầu tư khởi nghiệp cho biết họ đã không ngủ trong suốt hai ngày. Acoustics Holding, công ty công nghệ trong lĩnh vực quảng cáo có trụ sở tại Toronto, Canada cho biết hơn 90% tiền mặt của doanh nghiệp tương đương 55 triệu USD được gửi tại FPP. Công ty đã phải tạm dừng giao dịch cổ phiếu vào sáng thứ Sáu sau khi cổ phiếu sụt giảm 14% do lo ngại về FPP. Alexander Fitzgerald, người sáng lập Stop Cuckoo nói, tài chính của các công ty khởi nghiệp Anh rơi vào căng thẳng do thị trường tài trợ vốn mạo hiểm chậm lại. Chúng tôi cần bộ tài chính vào cuộc một cách nhanh chóng. Alexander nói. Tuy nhiên, mới đây trong thông báo chung hôm ngày 12 tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell và Chủ tịch Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang FDIC Martin J. cho biết toàn bộ tiền gửi của FDIC sẽ được bảo đảm, kể cả các khoản không được bảo hiểm theo quy định của FDIC. Người gửi sẽ được tiếp cận tiền của mình kể từ ngày 13 tháng 3. Đây là nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn việc các ngân hàng bị rút tiền thêm nữa. Nó cũng đồng thời giúp các công ty gửi số tiền lớn tại FPP tiếp tục trả lương nhân viên và hoạt động bình thường. Chính phủ Mỹ cũng khẳng định người dân sẽ không phải chịu trách nhiệm với những bất kỳ khoản thiệt hại nào liên quan đến FPP. Giới chức Mỹ đang chạy đua xoa dịu lo ngại về sức khỏe của hệ thống tài chính nước này sau vụ sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank cuối tuần trước. Sau vài ngày rơi vào rắc rối nghiêm trọng vì thiếu vốn, FPP đã bị giới chức California đóng cửa hôm ngày 10 tháng 3. Chuyển quyền quản lý tài sản cho FDIC đây là vụ sụp đổ lớn nhì lịch sử ngành ngân hàng Mỹ sau Washington Mutual năm 2008. Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ khẳng định các nỗ lực của chính phủ không nhằm giải cứu FVB, cổ đông và trái chủ của FVB vẫn sẽ chịu thiệt hại. Người này cho biết nhiều ngân hàng dường như cũng đang gặp vấn đề tương tự FVB. Sau vụ sụp đổ của nhà băng này, cổ phiếu nhiều ngân hàng địa phương đã lao dốc theo. Fed cũng thông báo sẽ lập chương trình cấp vốn ngân hàng cung cấp khoản vay cho các ngân hàng với điều khoản nới lỏng hơn bình thường. Quan chức Fed cho rằng, chương trình này có quy mô đủ lớn để bảo vệ các khoản tiền gửi không được bảo đảm trong hệ thống ngân hàng Mỹ. Bộ Tài chính cũng sẽ dành ra 25 tỷ USD từ quỹ bình ổn hối đoái cho chương trình của Fed. Dù vậy, Fed không kỳ vọng dùng đến.